ngày 30 tháng 1, Thành ủy Uông Bí Long trọng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố thông tin nhanh từ các đảng viên những kết quả nổi bật về kinh tế xã hội của Uông Bí trong năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí khẳng định, để đạt được kết quả đó có đóng góp không nhỏ của các đồng chí đảng viên lâu năm, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước là tấm gương sáng trong gia đình và cộng đồng dân cư. Trong đợt 3 tháng 2 năm 2019, Đảng Bộ Thành phố Uông Bí có 82 đảng viên được trao huy hiệu, trong đó đảng viên 70 năm tuổi đảng có 3 đồng chí, huy hiệu 65 năm tuổi đảng có 1 đồng chí, huy hiệu 60 năm tuổi đảng có 2 đồng chí, huy hiệu 55 năm tuổi đảng có 6 đồng chí, huy hiệu 50 năm tuổi đảng có 17 đồng chí huy hiệu 45 năm tuổi Đảng có 15 đồng chí, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng có 15 đồng chí, huy hiệu 35 năm tuổi Đảng có 23 đồng chí.